một cái set đồ cực kỳ Hàn Quốc. Thật ra thì dạo này Phương rất là hay xem phim Hàn Quốc, và mọi người thấy là cái phong cách thời trang của Hàn Quốc thì luôn luôn được Việt Nam ta học tập. Những cái set đồ kiểu vest, blazer và chân váy ngắn như thế này thì nhìn rất là trẻ trung, năng động, và đặc biệt là vẫn rất là lịch sự nữa. Set này thì cũng mới về có mặt tại Bae Fashion thôi, nhưng mà thật sự luôn là vừa mới treo ra ngoài cửa hàng thôi là đã bao nhiêu khách hàng đặt mua và hỏi mua rồi. Nên là Phương nghĩ là chắc là nhiều chị em sẽ thích cái kiểu này. Đây là một cái set dáng vest, nhưng mà thật ra nó là một cái dạng vest mỏng thôi, phù hợp mặc trong thời tiết mùa thu và mùa xuân. Nó sẽ cùng có hai món nhé, một cái áo blazer khoác ngoài như này và một chiếc chân váy đây. Một chiếc chân váy dáng hai tà xẻ tà rất là xinh như thế này nhé. Set này thì mọi người có thể phù với áo phông hoặc là áo hai dây đều được. Dáng áo vest thì rất là thanh mảnh và rất là đẹp. Chất thì rất là mềm, nhẹ. Và em này thì mọi người thấy đây là một cái màu cũng rất là đẹp, đó là màu xanh pastel. Cái mặt vải thì nó sẽ là kiểu mặt vải hơi kè kè một chút như thế này nhá. Đó, có cúc ở đây luôn. Trong video không biết mọi người có nhìn rõ cái màu của nó không, nhưng ở bên ngoài thì chắc là màu nó sẽ nhạt hơn ở trên video một chút. Xanh kiểu xanh pastel, nhẹ nhàng, nữ tính. Em này thì chúng ta sẽ có hai màu để mọi người lựa chọn nhé. Và ngoài màu xanh này ra thì chúng ta còn một màu nữa, đó là màu hồng. Màu hồng rất là xinh. Đây, mọi người nhìn thấy. Đó, đây là cái hồng pastel luôn, hồng nhạt luôn. Một set đồ rất là xinh, rất là Hàn Quốc. Hai màu này thì là hai cái màu mà được rất là nhiều các chị em thích rồi. Đó, nên là cái việc lựa chọn nó cũng đơn giản thôi. Set này thì chúng ta cũng có đủ size để mọi người lựa chọn nhé. Từ S cho đến XL. Như Phương là đang mặc S này, Phương nặng 48kg. Đó, có đủ size cho cả nhà luôn. Mọi người chỉ cần inbox cho Mega Fashion thôi là các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mọi người đúng theo size, theo cân nặng của mọi người.